bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa rồng. Sơn Ba Bể bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Bạc Hùng, chọn Sơn Bạc Hùng. Kính thưa quý vị, kiến trúc mái bằng đang là xu hướng thiết kế xây dựng được nhiều gia chủ yêu thích, nhất là ở các thành phố. Nhà mái bằng vừa phù hợp với xu thế, lại không chiếm quá nhiều diện tích, không gian nên được mọi người rất ưa chuộng. Không thể phủ nhận một điều rằng, nếu những mẫu nhà 2 tầng mái Thái đem đến cho ngôi nhà sự bề thế sang trọng, thì những mẫu nhà 2 tầng mái bằng hiện đại lại đem đến cho chúng ta một cảm giác về sự đơn giản, thanh lịch, trang nhã. Và ngày hôm nay trong chuyên mục Nhà đẹp, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị mẫu nhà của chủ đầu tư là anh Kỳ ở Bình Thuận. Mẫu nhà 2 tầng mái bằng đáng để bạn tham khảo. Vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mark Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Mark Home, nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mark Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mark Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 096 445 8888, 092 409 9999 để được giải đáp. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Trước khi vào nội dung chính, tôi xin giới thiệu qua về chương trình ưu đãi cực sốc nhất trong tháng này. Hiện tại Mark Home đang có gói siêu khuyến mại hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch, giảm giá tới 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng một mét vuông. Miễn phí 100% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói, hỗ trợ ký hợp đồng online trong mùa dịch và có nhân sự thường trực ở các tỉnh thành sẵn sàng phục vụ khách hàng khi cần. Hỗ trợ giám sát từ 3 đến 5 lần khi khách hàng tự thi công, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí, chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% tổng giá trị công trình và đặc biệt là tặng ngay một xe máy SH125i bản 2021 và rất nhiều các phần quà hấp dẫn khác khi ký hợp đồng thi công trọn gói trong tháng này. Hiện nay, ngoài kênh YouTube chính của Mark Home mà quý vị đang theo dõi thì chúng tôi còn có một kênh Nhà đẹp Mark Home. Kênh này sẽ update các mẫu nhà mới nhất cùng các chương trình ưu đãi hot nhất trong tháng. Quý vị hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới lạ và hấp dẫn nhất. Quay trở lại với mẫu nhà anh Kỳ ngày hôm nay, đây là mẫu nhà 2 tầng mái bằng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Tổng thể của căn nhà được sử dụng những gam màu trung tính như màu trắng của sơn, màu ghi ở phần đá thể trang trí cùng màu nâu của gỗ. Tất cả tạo cảm giác hài hòa dễ chịu, nổi bật lên nét thiết kế hiện đại khỏe khoắn. Và đối với những căn biệt thự mái bằng, các gia chủ hoàn toàn có thể sử dụng phần mái làm phần sân thượng để phục vụ cho mục đích sinh hoạt của cả gia đình. Một ngôi nhà đẹp là một ngôi nhà có sự tổng hòa của tất cả các chi tiết với nhau. Như quý vị có thể thấy ở đây thì cổng và hệ thống tường bao của công trình thì được thiết kế đồng nhất với ngôi nhà chính. Cổng được làm bằng thép sơn tĩnh điện, tường bao được ốp đá trẻ màu ghi đậm cùng với các mảng tường được sơn trắng cách điệu tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phần sân trước nhà thì được lát bằng gạch chống trơn, vừa tôn lên vẻ đẹp cho căn nhà mà vừa đảm bảo an toàn cho mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là các gia đình có người già và trẻ nhỏ. Từ ngoài vào trong thì được đặt rất nhiều các chậu cây xanh, không chỉ đẹp về tính thẩm mỹ mà còn tạo một không gian hòa nhập với thiên nhiên. Nhà được thiết kế với hệ bậc tam cấp, khiến phần đế cao được tôn lên vẻ bề thế và sang trọng. Cửa chính được làm bằng gỗ lim Nam Phi với pano kính làm nổi bật nên vẻ sang trọng của không gian sảnh mà vừa cung cấp ánh sáng cho không gian phía trong. Toàn bộ cửa sổ và cửa đi thì đều được sử dụng nhôm hệ sinh pha kính trắng an toàn. Căn nhà có hai lối tiếp cận, một lối là sảnh chính, còn một lối là sảnh phụ ở phía bên hông nhà, tạo một không gian mở, lưu thông không khí.
Chiều ngang của căn nhà là 6m và chiều sâu của căn nhà là 18,7m. Như vậy thì ta có tổng diện tích tường xây cho hai mặt sàn là hơn 200m2. Sẽ rất dễ để bố trí mặt bằng công năng cho phù hợp. Từ sảnh chính rộng 10,8m2, bước vào phía trong thì chính là phòng khách có diện tích là 25,7m2. Không gian phòng khách có đặt một bộ sofa lớn để gia chủ có thể tiếp khách, cùng với đó là một TV đặt phía đối diện để phục vụ nhu cầu giải trí cho mọi người. Phòng khách có thiết kế hai cửa sổ nhỏ giúp lấy sáng và điều hòa không khí. Trên trần chúng tôi có sử dụng trần thạch cao với hệ thống đèn downlight giúp ánh sáng chảy đều và đem đến cho phòng khách một không gian lung linh huyền ảo. Hiện nay Mark Home cũng có sản xuất các loại đèn LED chất lượng cao với độ sáng gấp 5 lần, công nghệ LED phát sáng ngay khi bật, không nhấp nháy và phát tiếng ồn khi khởi động, ánh sáng lan tỏa đồng đều, không lóa mắt với độ bền lên đến 50.000 giờ, tiết kiệm đến 80% năng lượng và thời gian bảo hành dài hạn lên đến 2 năm. Tiếp theo là phòng bếp kết hợp với phòng ăn có diện tích là 21,8m2. Đặt chính giữa không gian này thì chính là một bàn ăn dành cho từ 6 đến 8 người. Một bàn đảo thì ngăn cách bàn ăn và tủ bếp. Trong thiết kế này thì bàn đảo có một vai trò vô cùng quan trọng. Đảo bếp không chỉ giúp trang trí tạo điểm nhấn cho căn bếp, mà bàn đảo bếp thì chính là trung tâm hoạt động, tạo nên không gian làm việc cho mọi người nội trợ. Để có một bàn đảo bếp tối ưu, các kiến trúc sư thường thiết kế thêm các khoang tủ để đựng các đồ dùng của bếp, giúp tăng thêm phần công năng cho người sử dụng. Một bàn đảo bếp sẽ tăng diện tích lưu trữ đồ đạc nơi bạn cần, thì đó cũng có thể làm bếp nấu, bồn rửa và nơi để bày biện thức ăn. Hệ tủ bếp được thiết kế theo đường thẳng, giúp tiết kiệm không gian, và với một cách sắp đặt theo thứ tự là bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh thì sẽ tránh các yếu tố về phạm xung. Và trong phong thủy thì tránh đặt bếp nấu nằm giữa bồn rửa và tủ lạnh, như vậy thì sẽ khiến hỏa khí trong nhà bị phong tỏa hoàn toàn, mất cân bằng âm dương, gia đình lục đục, làm ăn thất thoát. Chính vì thế mà chúng tôi đã thiết kế không gian trong bếp cho gia chủ một cách hợp lý nhất để làm sao đảm bảo được sự tiện lợi trong sinh hoạt mà vẫn hợp với phong thủy. Không gian bếp còn có một lối ra sảnh phụ với bên hông nhà, và khi chúng ta nấu ăn thì sẽ mở cửa sảnh này ra để giúp mùi thức ăn bay ra ngoài, tránh tình trạng là ám mùi khó chịu cho cả không gian bếp. Một phòng ngủ được đặt ở dưới tầng 1 có diện tích là 21m2. Phòng ngủ này thì còn thiết kế một nhà vệ sinh riêng biệt rộng 1,9m2. Và trong phòng ngủ có đặt giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm. Đặc biệt thì chúng tôi có thiết kế không gian này tới 3 cửa sổ, một cửa sổ lớn và hai cửa sổ nhỏ giúp điều hòa không khí, mang lại ánh sáng tràn ngập trong căn phòng. Khu vực vệ sinh chung từ dưới tầng 1 thì có thiết kế là một sân ướt ở phía ngoài rộng 2,4m2. Bên trong có đặt chậu rửa và bồn vệ sinh, vòi sen với diện tích là 4,3m2. Vách ngăn kính giúp ngăn nước khỏi bắn ra bên ngoài khi chúng ta sử dụng vòi tắm sen và tránh tình trạng ẩm ướt dưới nền gây trơn trượt nguy hiểm. Để đi lên tầng 2 thì ta sẽ đi qua một cầu thang với 25 bậc. Cầu thang được xem như là xương sống của ngôi nhà vì nó kết nối các tầng với nhau. Chính vì thế mà cầu thang được xem là phương tiện vận chuyển khí đi khắp ngôi nhà. Và nếu cầu thang được thiết kế hợp phong thủy thì sẽ mang lại vượng khí tốt cho ngôi nhà. Và nếu không thì nhiều hung khí sẽ bủa vây nhà bạn. Vậy nên cầu thang cần được bố trí và thiết kế hợp lý để duy trì vận khí cho cả gia đình. Ở mẫu này thì cầu thang với 25 bậc sẽ rơi vào cung sinh, mang ý nghĩa là khởi phát cho sự sống mới, đem lại đến năng lượng dồi dào, rất tốt cho phong thủy. Từ cầu thang bước lên tầng 2 thì sẽ là không gian phòng thờ kết hợp với phòng sinh hoạt chung với diện tích là 23,2m2. Ban thờ hướng thẳng ra phía mặt tiền giúp đón tài lộc, vượng khí cho gia chủ. Ở khu vực sinh hoạt chung thì có đặt một bộ sofa hình dáng cách điệu, mang đến một không gian gần gũi để gia đình có thể sum họp quây quần ở đây. Từ đây thì ta sẽ đi ra một ban công rộng 4,3m2, và bên cạnh ban công thì còn có thiết kế một khu vực để đặt bùn cây để tạo không gian trang trí cho căn nhà. Tầng 2 có hai phòng ngủ, một phòng ngủ nhỏ có diện tích là 16,8m2 và một phòng ngủ lớn hơn rộng 21,2m2. Và hai phòng ngủ này thì đều có đầy đủ các nội thất cơ bản giống phòng ngủ dưới tầng 1 và đều thiết kế các cửa sổ rộng để cung cấp ánh sáng và không khí. Nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2 đặt giữa hai phòng ngủ với diện tích là 3,8m2. Nhà vệ sinh này thì cũng thiết kế giống với nhà vệ sinh dưới tầng 1 và có một ô thoáng nhỏ thông ra giếng trời phía ngoài để tránh mùi ẩm mốc khó chịu trong nhà vệ sinh. Giếng trời ở căn nhà này thì được đặt xuyên suốt từ tầng 2 xuống dưới tầng 1. Thường thì những ngôi nhà trong thành phố lớn đa phần thì đều có chung một đặc điểm là hẹp và dài. Chính vì vậy mà sự lựa chọn giếng trời dành cho ngôi nhà của mình thì luôn là một trong những sáng kiến thông minh và khá quan trọng. Giếng trời giúp lưu thông không khí trong nhà một cách tự nhiên, làm căn nhà trở nên thông thoáng và mát mẻ dù bước vào thời tiết nóng bức. Và nếu như mà được thiết kế một cách khôn khéo và khoa học thì giếng trời sẽ trở thành một điểm nhấn để làm tăng lên nổi bật kiến trúc của ngôi nhà và tạo nên một nét kiến trúc đầy tinh tế, giàu tính thẩm mỹ. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã khám phá ngôi nhà của chủ đầu tư là anh Kỳ ở Bình Thuận, và hy vọng rằng mẫu nhà này mà chúng tôi đem đến ngày hôm nay thì sẽ mang đến một sự lựa chọn để quý vị có thể tham khảo cho chính căn nhà của mình. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đến đây là hết. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Xin chào tạm biệt.